Tại Phoenix, thủ phủ của bang Arizona và có biệt danh thung lũng mặt trời, mùa nắng nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, nhiệt độ ngoài trời ở đây luôn ở mức cao, có lúc vượt quá 43 độ C. Dù thế, thành phố này là điểm đến phổ biến của những nhóm người di cư mong muốn vượt biên vào Mỹ. Những kẻ buôn người đã dùng mọi thủ đoạn lừa đảo người di cư tin rằng tuyến đường đi rất dễ dàng, nhưng lại che giấu những rủi ro từ việc băng qua sa mạc như thiếu nước, sốc nhiệt, lạc đường, thậm chí tử vong trước khi qua được bên kia biên giới. Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã thực hiện 110 nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, trong đó có 15 vụ thực hiện cứu hộ từ trên không. Nhưng hình thức này chỉ được sử dụng như một biện pháp cuối cùng vì hoạt động có độ rủi ro rất cao. Nhân viên của chúng tôi sẽ phải đánh cược tính mạng khi treo người chỉ bằng một đoạn cáp. Tổ chức di cư quốc tế IOM đã gọi biên giới Mỹ-Mexico là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới với hàng trăm người thiệt mạng khi cố gắng vượt qua sa mạc đầy nguy hiểm mỗi năm. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn khi việc tìm kiếm thi thể rất khó khăn. Những người không may thiệt mạng trên sa mạc đã phải trải qua một cái chết thảm khốc nhất, gần như bị nướng cháy dưới ánh nắng mặt trời. Và không mấy ai đi tìm kiếm để đem thi thể về. Chúng tôi không thể thống kê được có bao nhiêu người đã bỏ mạng ngoài đó. Những tưởng rằng thông tin về những trường hợp thiệt mạng khi vượt biên trái phép kiểu này sẽ cảnh tỉnh nhiều người, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Từ vài chục người thiệt mạng được ghi nhận mỗi năm, giờ con số đã lên đến hàng trăm. Theo đại diện ngoại giao của các quốc gia thường ghi nhận người di cư vượt biên vào Mỹ như Mexico, Ecuador và Guatemala, việc tuyên truyền thông tin trên mạng xã hội là rất quan trọng để cảnh báo về sự nguy hiểm của những hành trình này, nhất là trong bối cảnh các tổ chức tội phạm buôn người cũng đang sử dụng mạng xã hội để tô vẽ những thông tin sai lệch về việc nhập cư trái phép. Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ cho biết nước này có thể sẽ phát hiện thêm nhiều thi thể ở khu vực biên giới do nhiệt độ mùa hè năm nay dự báo vẫn ở mức cao kỷ lục.